Tình báo Đức lo điệp viên Hai Mang tiết lộ bí mật về chiến tranh Ukraine cho Moscow. Cơ quan gián điệp của Đức lo ngại rằng Moscow có thể đã mua chuộc, khai thác một trong những điệp viên của họ trong suốt những tháng chiến tranh bùng nổ ở Ukraine, theo The Age. Cụ thể, Berlin mới đây vừa bắt một điệp viên thuộc cơ quan tình báo nước ngoài Liên bang Đức BND có tên là Carsten L. Người đàn ông này được cho là đã tiếp cận thông tin mật về cuộc chiến tranh Ukraine từ cơ quan gián điệp của Anh và cơ quan an ninh quốc gia Mỹ. Điệp viên Hai Mang bị cáo buộc hiện đang đối mặt với tội danh phản quốc và đang bị tạm giam ở Berlin. Theo các nguồn tin, một trong những nhiệm vụ của Carsten L. là phân tích thông tin thu thập được qua các cuộc nghe lén và anh này cũng có quyền truy cập vào các hoạt động nghe lén của các dịch vụ an ninh phương Tây khác, bao gồm cả ở Anh và Mỹ. Các nguồn tin an ninh hiện đang điều tra khả năng điệp viên này bị tống tiền để phản bội nước Đức, chương trình tin tức Tagesschau của Đức đưa tin. Nếu được xác nhận, việc Moscow tuyển dụng thành công một điệp viên Đức sau khi phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine hồi tháng 2 sẽ được xem là một chiến thắng đối với Nga và là một đòn giáng mạnh vào lực lượng tình báo phương Tây. Văn phòng Tổng công tố Liên bang hiện cho biết Carsten L. đã chuyển bí mật quốc gia cho một cơ quan tình báo Nga nhưng không nói rõ bí mật đó là gì. Trong khi đó, các hãng tin Đức cho biết điệp viên Hai Mang này đã chuyển các đánh giá của tình báo Đức về cuộc chiến ở Ukraine cho Moscow. Cả BND và các công tố viên liên bang đều không bình luận về báo cáo truyền thông nhưng xác nhận cuộc điều tra đang diễn ra. Bình luận về vụ bắt giữ Carsten L. vào tuần trước, ông Robert Habeck, Phó Thủ tướng Đức, gọi vụ việc là đặc biệt đáng báo động. Ngoại trưởng Nga cảnh báo trắng tới Ukraine, nếu không quân đội Nga sẽ làm điều này. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các đề xuất của Nga về giải quyết vấn đề ở Ukraine đã được Kiev biết rõ và Ukraine sẽ thực hiện chúng vì lợi ích của chính họ, hoặc quân đội Nga sẽ quyết định vấn đề này. Kẻ thù đã biết rõ các đề xuất của chúng tôi về phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa các vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát, loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh của Nga, bắt nguồn từ đó, bao gồm cả những vùng đất mới của chúng tôi, hãng thông tấn nhà nước dẫn lời ông Lavrov nói. Vấn đề rất đơn giản, thực hiện chúng vì lợi ích của chính bạn. Nếu không, vấn đề sẽ do quân đội Nga quyết định, ông Lavrov nói thêm. Moscow đã gọi cuộc chiến ở Ukraine là một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa nước láng giềng. Vào tháng 9, Moscow tuyên bố đã sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine, bao gồm Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson, sau khi tổ chức cái gọi là trưng cầu dân ý bị Kiev và các đồng minh bác bỏ là không có thực và bất hợp pháp. Hôm Chủ nhật, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng đàm phán và đổ lỗi cho Kiev và những người ủng hộ phương Tây vì đã thiếu đàm phán, một lập trường mà Washington trước đây đã bác bỏ là lập trường giữa các cuộc tấn công dài dẳng của Nga. Ông Lavrov nói với TASS rằng khi nói đến cuộc xung đột sẽ kéo dài bao lâu, quả bóng đang ở trong sân của Ukraine và Washington đứng đằng sau. Chiến tranh đã bước sang tháng thứ 11 và đã giết chết hàng nghìn người, khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và biến các thành phố thành đống đổ nát. Kiev đã bác bỏ việc nhường bất kỳ vùng đất nào cho Nga để đổi lấy hòa bình và công khai yêu cầu Nga từ bỏ toàn bộ lãnh thổ. Moscow khẳng định họ đang theo đuổi phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa, nhưng trên thực tế mục tiêu của Nga vẫn chưa được xác định đầy đủ. Nga cảnh báo nguy cơ xung đột giữa các cường quốc hạt nhân. Ngoại trưởng Nga đã chỉ trích Mỹ và NATO tìm cách hỗ trợ Ukraine để kéo dài cuộc xung đột nhằm gây khó khăn cho Nga. Mỹ đang làm mọi thứ có thể để kéo dài cuộc xung đột và khiến nó trở nên bạo lực hơn, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với hãng tin TASS vào hôm 27 tháng 12. Theo ông Lavrov, Lầu Năm Góc đã công khai lên kế hoạch đặt hàng cho ngành quốc phòng Mỹ trong nhiều năm tới, đồng thời liên tục nâng mức chi tiêu quân sự cho lực lượng vũ trang Ukraine và yêu cầu các thành viên khác trong liên minh chống Nga cũng thực hiện điều tương tự. Chính quyền Kiev đang được trang bị các loại vũ khí mới nhất, thậm chí nhận các mẫu vũ khí chưa được trang bị cho lực lượng quân sự phương Tây, dường như để xem chúng sẽ hoạt động như thế nào trong quá trình tác chiến, ông Lavrov nói thêm. Ngoại trưởng Nga cho biết kể từ tháng 2, Kiev đã được hỗ trợ quân sự hơn 40 tỷ đô la Mỹ, tương đương với ngân sách quốc phòng của nhiều nước châu Âu. Ông Lavrov cáo buộc Mỹ và các đồng minh NATO đang tìm cách đánh bại Nga trên chiến trường. Các hành động của tập thể phương Tây và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận bản chất toàn cầu của cuộc khủng hoảng Ukraine. Rõ ràng mục tiêu chiến lược của Mỹ và các đồng minh NATO là giành chiến thắng trước Nga trên chiến trường, hòng làm suy yếu thậm chí phá hủy nước Nga. Các đối tác của Nga sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu này, ông Lavrov nói thêm. Theo nhà ngoại giao Nga, Mỹ là bên hưởng lợi từ cuộc xung đột nóng khi tìm cách tận dụng cuộc xung đột cả về kinh tế và chiến lược. Washington cũng đang giải quyết một mục tiêu địa chính trị quan trọng là phá vỡ mối ràng buộc truyền thống giữa Nga và châu Âu, khiến các vệ tinh châu Âu của họ càng phụ thuộc nhiều hơn vào họ, ông Lavrov nhấn mạnh.
Ngoại trưởng Nga cũng cáo buộc phương Tây không ngừng thổi phồng những suy đoán vô trách nhiệm rằng Nga đang trên bờ vực sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Ukraine. Chúng ta đang nói về những vấn đề hoàn toàn khác ở đây. Đường lối chính trị của phương Tây nhằm kiềm chế hoàn toàn Nga là cực kỳ nguy hiểm. Điều đó tiềm ẩn nguy cơ xung đột rõ ràng trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân, ông Lavrov cảnh báo. Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, Moscow đã nhiều lần tuyên bố không thể có người chiến thắng trong cuộc chiến tranh hạt nhân và cuộc chiến này không bao giờ được nổ ra. Ông cũng cho biết, Nga vô cùng lo ngại trước những luận điệu tuyên truyền của Mỹ và phương Tây liên quan đến vấn đề vũ khí hạt nhân. Theo ông Lavrov, khi nói về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, các quan chức phương Tây đề cập đến một số trích dẫn chưa được xác minh từ chính quyền Nga, tuy nhiên thực sự có tuyên bố nào như vậy được đưa ra. Phương Tây nhận định mối đe dọa hạt nhân ở Ukraine tăng lên sau khi Nga cho xâm nhập 4 vùng ly khai của Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 10 cảnh báo thế giới đang phải đối mặt với mối đe dọa hạt nhân lớn nhất kể từ năm 1962, trong khi Tổng thống Vladimir Putin ngụ ý có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu toàn vẹn lãnh thổ của Nga bị đe dọa. Người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng ở Nga, vũ khí hạt nhân chỉ được sử dụng dựa trên những cơ sở được nêu trong học thuyết hạt nhân. Học thuyết hạt nhân hiện tại của Nga cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào lãnh thổ hoặc cơ sở hạ tầng của Nga, hoặc nếu sự tồn tại của nhà nước Nga bị đe dọa bởi vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí thông thường. Hồi chuông báo tử cho NATO. Dù cố gắng đánh bóng một NATO đoàn kết, nhưng những tuyên bố trong cuộc họp báo giữa Tổng thống Biden và ông Zelensky tại Nhà Trắng vào hôm 21 tháng 12 là sự thừa nhận rằng chính quyền Biden bị hạn chế trong cuộc chiến ủy nhiệm ở Ukraine vì các đồng minh châu Âu không muốn chiến tranh với Nga. Tổng thống Biden có đoạn nói như sau: "Tại sao chúng ta không trao cho Ukraine mọi thứ có thể trao đi?" Vâng, vì hai lý do. Thứ nhất, có cả một liên minh rất quan trọng để ở lại với Ukraine và ý tưởng rằng chúng tôi sẽ cung cấp cho Ukraine về cơ bản khác với những gì đã có ở đó sẽ có khả năng phá vỡ NATO và phá vỡ Liên minh châu Âu và phần còn lại của thế giới. Tôi đã dành hàng trăm giờ đối mặt với các đồng minh châu Âu của chúng tôi và các nguyên thủ quốc gia của các quốc gia đó, đồng thời giải thích lý do tại sao việc họ tiếp tục hỗ trợ Ukraine lại mang lại lợi ích lớn cho họ. Họ hoàn toàn hiểu điều đó, nhưng họ không muốn gây chiến với Nga, họ không tìm kiếm một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Tại thời điểm đó, Tổng thống Biden nhận ra rằng có lẽ ông đã nói quá nhiều và đột ngột kết thúc cuộc họp báo. Tuyên bố hớ hênh này đã vô tình hé lộ sự đoàn kết đầy mong manh của NATO. Tổng thống Biden cũng nhầm lẫn nghiêm trọng khi tuyên bố ông ấy tự ông Putin đã thất bại bởi vì ông ấy biết rằng ông ấy không đời nào chiếm được toàn bộ Ukraine, không có cách nào để ông ấy được người dân Ukraine chấp nhận. Tuy nhiên, thực tế chính quyền Biden hoặc đang phớt lờ hoặc cố tình quên rằng mục đích cốt lõi của Nga không phải là chinh phục lãnh thổ Ukraine mà là ngăn chặn việc NATO mở rộng sát biên giới Nga. Và khi chính quyền Zelensky hủy bỏ cuộc đàm phán hòa bình và liên tiếp từ chối hòa đàm đã càng đẩy đất nước Ukraine trở nên tan hoang như thời điểm hiện nay. Có khá nhiều điểm trùng hợp không hề ngẫu nhiên khi cũng vào ngày 21 tháng 12, ngày Tổng thống Zelensky và Biden gặp nhau tại Nhà Trắng và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Putin cũng có cuộc họp với Hội đồng Quốc phòng Nga. Chủ đề chính của cuộc họp là việc ông Putin nhận thức thực tế rằng cuộc đối đầu của Nga với Mỹ sẽ không kết thúc bằng cuộc chiến Ukraine. Tổng thống Putin đã phát biểu như sau: "Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ ba hạt nhân. Đó là sự đảm bảo chính rằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cân bằng chiến lược và cân bằng lực lượng chung của chúng ta trên thế giới được bảo toàn. Năm nay, mức độ vũ khí hiện đại trong lực lượng hạt nhân chiến lược đã vượt quá 91%. Chúng tôi tiếp tục tái trang bị cho các trung đoàn thuộc lực lượng tên lửa chiến lược của mình bằng các hệ thống tên lửa hiện đại với đầu đạn siêu thanh Avangard." Để cho thấy một thế giới đang đoàn kết chống lại Nga, Tổng thống Biden hôm 21 tháng 12 đã tuyên bố như sau: "Hơn 50 quốc gia đã cam kết cung cấp gần 2.000 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác, hơn 800 hệ thống pháo binh, thêm 2 triệu viên đạn pháo và hơn 50 hệ thống phóng tên lửa đa năng tiên tiến, tất cả các hệ thống chống hạm và phòng không đều nhằm tăng cường sức mạnh cho Ukraine." Nếu chính quyền Biden muốn Mỹ và NATO có một cuộc chạy đua vũ trang với Nga thì giờ đây đã trở thành hiện thực. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã đề xuất tại cuộc họp vào hôm 21 tháng 12 về việc xây dựng quân đội để củng cố an ninh của Nga, bao gồm thành lập một nhóm lực lượng tương ứng ở phía Tây Bắc của Nga để chống lại việc Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên NATO, thành lập hai sư đoàn bộ binh cơ giới mới ở vùng Kherson và Zaporizhia, cũng như một quân đoàn ở Karelia đối diện với biên giới Phần Lan, nâng cấp 7 lữ đoàn bộ binh cơ giới thành các sư đoàn bộ binh cơ giới ở các quân khu miền Tây, miền Trung, miền Đông và hạm đội phương Bắc, bổ sung thêm 2 sư đoàn tấn công đường không trong lực lượng nhảy dù.
cung cấp một sư đoàn phòng không hỗn hợp và một lữ đoàn hàng không lục quân với 80 đến 100 máy bay trực thăng chiến đấu trong mỗi quân đoàn, xe tăng hỗn hợp. Thành lập thêm 3 bộ tư lệnh không quân, 8 trung đoàn hàng không ném bom, 1 trung đoàn hàng không tiêm kích và 6 lữ đoàn hàng không lục quân. Thành lập 5 sư đoàn pháo binh khu vực cũng như các lữ đoàn pháo binh siêu hạng nặng để xây dựng lực lượng dự trữ pháo binh dọc theo cái gọi là trục chiến lược. Thành lập 5 lữ đoàn bộ binh hải quân cho bộ binh ven biển trên cơ sở các lữ đoàn bộ binh hải quân hiện có. Tăng quy mô của lực lượng vũ trang lên 1,5 triệu người với 695.000 người phục vụ theo hợp đồng. Tổng thống Putin tổng kết như sau, chúng tôi sẽ không lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Chúng tôi sẽ không quân sự hóa đất nước hay quân sự hóa nền kinh tế và chúng tôi sẽ không làm những điều chúng tôi không thực sự cần, gây bất lợi cho người dân và nền kinh tế của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cải thiện lực lượng vũ trang Nga và toàn bộ thành phần quân sự. Chúng tôi sẽ làm điều đó một cách bình tĩnh, thường xuyên và nhất quán, không vội vàng. Nga đã chính thức củng cố và trang bị lại lực lượng quân sự của mình. Mỹ đang bị cuốn vào cuộc đối đầu với Nga, thay vì tập trung vào việc đối đầu với Trung Quốc như mục tiêu của chính quyền Donald Trump. Xuyên suốt trong các tuyên bố vào hôm 21 tháng 12 của Tổng thống Biden và ông Zelensky là chiến thắng của Ukraine và thất bại của người Nga. Nhưng thực tế, chính quyền Biden thừa hiểu rằng Nga không thể cho phép bị đánh bại ở Ukraine, cũng như người dân Nga cũng không có tâm trạng cho một cuộc nổi dậy lật đổ Putin. Sự nổi tiếng và tín nhiệm của ông Putin vẫn tăng cao trong nước khi các mục tiêu của Nga ở Ukraine đang dần được thực hiện. Do đó, có lẽ Tổng thống Biden đang có một cảm giác mơ hồ rằng người Nga không thực sự không phân rõ cuộc xung đột ở Ukraine là chiến thắng hay thất bại, mà nước này đang chuẩn bị cho một chặng đường dài để loại bỏ NATO một lần nữa và mãi mãi. Việc Belarus trở thành một quốc gia có năng lực hạt nhân mang một thông điệp sâu sắc từ Moscow tới Belarus và Washington. Về mặt logic, chính quyền Biden nên thúc đẩy chính quyền Kiev hòa đàm với Nga. Nhưng điều đó đồng nghĩa Mỹ thừa nhận thất bại trong vai trò lãnh đạo châu Âu, đồng thời sẽ là hồi chuông báo tử cho NATO. Tệ hơn nữa, các cường quốc ở Tây Âu như Đức, Pháp và Ý dường như có tín hiệu sẽ làm ăn lại với người Nga khi xung đột tại Ukraine kết thúc. Nếu vậy thì mọi công sức và tiền của mà chính quyền Biden đổ vào cái thùng không đáy Ukraine hóa ra là công cốc. Thêm một tin không vui nữa là hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot trị giá 1,2 tỷ đô la dù đang trên đường đến Ukraine đã bị người Nga tuyên bố sẽ phá hủy 100%. Trả lời trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Russia 1 vào hôm 25 tháng 12, Tổng thống Putin tuyên bố ông chắc chắn 100% rằng các lực lượng Nga sẽ tiêu diệt khi Patriot xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine. Ông nói, tất nhiên chúng tôi sẽ tiêu diệt 100%. Mỗi quả tên lửa được bắn đi từ hệ thống Patriot có giá khoảng 4 triệu đô la. Vì vậy, nó được xếp vào loại vũ khí đắt đỏ nhất được cung cấp cho Ukraine tính tới thời điểm này. Tuy nhiên, ông Putin đã bác bỏ tầm quan trọng của nó với tư cách là một vũ khí có khả năng thay đổi cuộc chơi trên chiến trường và nói rằng Patriot là một hệ thống khá lỗi thời và rằng người Nga sẽ tìm ra thuốc giải độc cho loại vũ khí này. Tổng thống Putin đáp trả bất ngờ khiến NATO choáng váng. Quyết định của Điện Kremlin cung cấp cho Belarus khả năng răn đe hạt nhân khiến chính quyền Joe Biden và cả cơ quan đầu não của NATO-EU ở Brussels phải giật mình lo lắng. Bối cảnh quyết định chuyến đi khẩn cấp tới thủ đô Washington vào hôm thứ Tư ngày 21 tháng 12 của Tổng thống Zelensky có khả năng bắt nguồn từ chuyến đi trước đó 2 ngày của Tổng thống Putin tới thủ đô Minsk của Belarus vào hôm thứ Hai ngày 19 tháng 12 đã làm rung chuyển địa chính trị của an ninh châu Âu. Quyết định của Điện Kremlin cung cấp cho Belarus khả năng răn đe hạt nhân khiến chính quyền Joe Biden và cơ quan đầu não của NATO-EU ở Brussels phải giật mình lo lắng. Belarus đã có bức tường lửa cần thiết để tiếp tục hỗ trợ hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Chiếc ô hạt nhân này cũng là mục đích sống còn đối với Moscow, bởi Belarus sẽ trở thành vị trí địa chính trị cung cấp chiều sâu chiến lược cần thiết cho giai đoạn tiếp theo của Nga ở Ukraine. Việc Tổng thống Putin xác nhận cùng với Belarus về việc huấn luyện phi công quân đội Belarus có thể sử dụng đạn mang đầu đạn đặc biệt là một tin gây chấn động với NATO. Sự kiện này đã đặt dấu chấm hết cho giấc mơ của NATO nhằm chấm dứt hành lang Suwalki, nối căn cứ hạt nhân khổng lồ Kaliningrad trên biển Baltic khỏi Belarus và lãnh thổ Nga. Thật vậy, lịch sử hậu chiến tranh lạnh đang thay đổi tiến trình trên lục địa Á-Âu. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, khi các vùng biên giới của châu Âu được vẽ lại, Liên Xô đã giành quyền kiểm soát cảng Königsberg của Đức và khu vực nội địa của cảng này, đồng thời đổi tên thành Kaliningrad. Điều đó đã mang lại cho Liên Xô một hải cảng quanh năm không có băng giá và sự hiện diện hải quân nằm sâu trong vùng biển châu Âu. Vào thời điểm đó, Litva giáp với Kaliningrad về phía Bắc và một phần của Liên Xô. Ba Lan ở phía Nam cũng nằm trong quỹ đạo của Liên Xô. Sau khi Liên Xô tan rã, hai quốc gia này đã lần lượt gia nhập EU và NATO. Điều đó khiến phần lãnh thổ hải ngoại của Nga hiện nay là Kaliningrad đã bị mắc kẹt giữa các quốc gia NATO.
Tuy nhiên, Kaliningrad vẫn được kết nối với Belarus, một đồng minh thân thiết của Nga thông qua hành lang Sumgyanskyi. Hành lang Sumgyanskyi dài chưa tới 100 km, chạy dọc theo biên giới Ba Lan, Latvia, nối vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga với Belarus. Nơi đây đã trở thành mối quan ngại sâu sắc của các lãnh đạo quân sự phương Tây trong trường hợp xảy ra xung đột Nga-NATO. Khu vực này từ lâu được xem là gót chân asin trong hệ thống phòng thủ phía đông của NATO, bởi Nga có thể chiếm giữ một cách dễ dàng bằng cách tiến hành cuộc tấn công gọng kìm xuất phát từ vùng Kaliningrad ở phía tây bắc và từ quốc gia đồng minh Belarus ở phía đông nam. Một cuộc tấn công như vậy sẽ cô lập ba quốc gia Baltic là Latvia, Litva và Estonia với phần còn lại của NATO và EU. Thời điểm này, ngày càng có nhiều lo ngại về một cuộc chiến giành quyền kiểm soát hành lang Sumgyanskyi có thể xảy ra, đặc biệt sau khi Latvia, một thành viên của NATO, thực hiện lệnh cấm vận chuyển hàng hóa của Nga qua lãnh thổ nước này đến Kaliningrad. Nếu Nga chiếm được hành lang Sumgyanskyi thì đây sẽ là đòn giáng mạnh đối với NATO. Trong cuộc xung đột với Ukraine, Nga đã thành công trong việc kiểm soát một con đường bộ kết nối bán đảo Crimea tới Donbass. Tương tự, việc nắm giữ hành lang Sumgyanskyi cũng sẽ giúp Moscow có được tuyến đường bộ nối liền với Kaliningrad. Việc Mỹ đáp ứng lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky cung cấp hệ thống tên lửa Patriot đã được Điện Kremlin lập tức phát đi tín hiệu rằng việc Mỹ và Anh trang bị vũ khí cho Ukraine một cách đều đặn và lén lút nhằm tấn công sâu vào lãnh thổ Nga sẽ không phải là không có câu trả lời.